Xin chào tất cả các bạn đã đến với video của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về thí nghiệm đại dương trong chai mà mình đã tiến hành. Nguyên liệu cần sử dụng là tre trong, nhựa thủy tinh, đây mình đã có rồi, dầu thực vật, nước ở trong chai và sỏi, đây sỏi. Và ở thí nghiệm này thì chúng ta cần có 4 bước thực hành. Bước thứ nhất là đổ đầy khoảng 3/4 cốc nước, thêm vài giọt màu thực phẩm vào tùy theo độ đậm nhạt và khuấy đều. Bước thứ hai là đổ nước màu xanh vào trong chai đang sử dụng, đang đựng sẵn dầu thực phẩm cho sao cho thật đầy chai. Tức là có nghĩa là mình sẽ đổ cái màu thực phẩm này vào trong chai nước này, sau đó mình sẽ đổ vào cái dầu thực vật này, thả sỏi con và giống và hạt sỏi vào bên trong chai nước. Thì đây mình đã có sỏi, mình sẽ thả vào bên trong cái chai nước này. Và bước 4 là mình tra qua nghiêng lại thì mình sẽ thấy là biển dập dềnh và cả một đại dương xanh trong chai. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành các bước. Trước tiên thì mình sẽ đổ màu thực phẩm vào trong đây. Đây mình sẽ chỉ để nước nhạt như thế này thôi, mình sẽ cho vào dầu phẩm. Như vậy là mình đã đổ dầu vào trong nước phẩm màu. Bây giờ mình sẽ bốc vài viên sỏi mình cho vào trong đây để cho nó giống đại dương. Mấy viên sỏi thì nó sẽ chìm